tôi xin giới thiệu đây là bệnh án của lão Kho. Lão Kho là như thế nào? Người rất là già. Cô năm nay là 95 tuổi. Cô tên là gì cô nhỉ? Phạm Thị Tý ở thôn Bảo Đức. Thôn gì? Thôn Bảo Đức. Bảo Đức, Bình Xuyên. Xã Bảo Đức, Bình Xuyên. Cô đau mấy hôm rồi? Bình Xuyên. Đau mấy tháng. Đau tháng. Hôm qua là đau quá. Đau kiểu gì? Bây cụ thì cũng nhẹ nhàng thôi, là đau lên tọa. Quá đau. Trong trường hợp này chúng ta lấy huyệt như thế nào? Chúng ta lưu ý hai huyệt thận du. Dương anh. Đây là huyệt thận du. Giờ ta lấy thận làm chủ. Tôi nghiên cứu lão khoa nhiều. Không cần phải đơn huyệt thì kỳ công lắm. Ở trên cao chúng ta làm huyệt đại chữ, huyệt hội của xương. Dưới khêu chân dùng huyệt ủy trung. Cái hạn này nhà kiêm nhiều lắm. Đây là giáp tích này. Giáp tích L45 chúng ta phải xác định là bệnh nhân đau ở đâu. Thì theo tôi thì các bạn không cần phải kỳ công lắm. Thông thường hay bị L4, L5 chúng ta thấy vào khe của L4, L5 đấy. Đại trường du. Còn ở dưới vùng mông là chật pin hoàn khiu, cự lưu. Còn ở dưới chân, dưới chân chúng ta làm mấy ủy trung. Đây là huyệt ủy trung. Ủy trung này chúng ta lưu ý châm cứu thì thoải mái, nhưng mà cái chỉ là phải xem lại vì nó có cái động mạch, gọi là động mạch kheo chân. Ta vào huyệt để ý. Huyệt đó là huyệt côn lôn. Đây là huyệt côn lôn. Giữ chân không là cụ đạp một cái để nguy hiểm. Như vậy tôi đã xong một bệnh án này, bệnh cái đơn huyệt này, ví chung, côn lôn, thiên long thuyền để cho khỏe cân cơ lên. Còn trên kia cho bạn lưu ý thôi, có rất nhiều học viên có hỏi, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm. Lưu ý nhất chính là giáp tích cuộc sống. Giáp tích cuộc sống thì nó hay ở chỗ gì? Nó chi phối dây thần kinh, đặc biệt là dây kinh hông to, tên khác là dây kinh tọa. Ở người già là chúng ta phải lưu ý là bảo vệ cơ và cuộc sống của họ. Một là ý chung, hai là dương lâm tuyển, ba là thận du, bốn là đại chữ. Đấy, đơn huyệt này rất là tốt, thì chúng ta có thể là tham khảo. Được rồi.